resume. Ghép bản đồ. Hôm nay là con ghép được phần từ đầu luôn. Bản đồ của nước Mỹ. Mia, where Texas? Arkansas. My first Arkansas book of trips. Nevada. Hết rồi, hết bản đồ này rồi. Hết cả các bao rồi. Mình thuộc lòng luôn rồi. Nhiều người này không cần phải nhiều đâu. Phải hết rồi. Bản đồ này mới mua thì cách đây chừng một tuần. Thì người thường xếp từ bờ Tây sang bên bờ Đông. Cái trường này cho nó xuôi ra đi. Virginia. Oklahoma. Tennessee. North Carolina. Nghe tiếp đi con. Ngủ nữa rồi bạn. Vừa cái bàn đồ vừa gãy mông lắm nhỉ. Bờ Tây mà chúng ta ghép sang bên bờ Đông. Cái chiều kia thì người ta lại chỉ trắng, một cái chiều này thì hơi đẹp. Ủa, nhìn chăm đi gọi mẹ rõ thế nhỉ? Iowa. Illinois. Bang nhà mình đang sống đấy con. Illinois. Indiana. Nơi chúng mình sinh đó. Ohio.
South Dakota. North Dakota. Minnesota. Con gì đấy con? Con gì đó? Mother duck said. Quack, quack, quack. A duck. Đúng rồi con, a duck. A duck. A duck. A polar bear. Polar bear. Polar bear. And a polar bear. Ăn gì đi chú mi? Mày nhìn không gió. À, hơi căng sừng. Hết rồi. Còn cái viền là con bỏ lại nữa. Cái viền là chưa muốn biết. Riêng cái bang South Carolina là Jimmy. Đến cuối bắt đầu mình ghép vào nhé. Đúng rồi con này. South Carolina. Đó. Đấy là con ghép hết các bao rồi. Bây giờ thì còn phần biển ở phía trên mà nó thôi. Hành động ăn mừng của Jimmy. Hành động ăn mừng của anh Jimmy sau khi ghép xong. Con ghép nốt đi chơi đi Jimmy. Con ghép nốt không? Thôi mày tắt nhé. Đây là tóc rồi. Đây là sản phẩm cuối cùng của Jimmy. Đó, ghép các ba nữa. Yeah.